Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, với cơ sở vật chất, hệ thống phòng dụng cụ học tập được trang bị đầy đủ cùng với đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, các lớp năng khiếu văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và các em học sinh lựa chọn, vừa giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ, vừa bồi dưỡng những hạt nhân năng khiếu tài năng văn hóa, văn nghệ, thể thao trong tương lai. Bằng việc tổ chức nhiều sân chơi bổ ích lành mạnh, tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình hoạt động, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã tổ chức giảng dạy các lớp năng khiếu thể thao như bóng đá, bóng rổ, võ vô vi nam, võ karate, võ cổ truyền, thu hút được đông đảo các bạn học sinh thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia tập luyện. Với đội ngũ huấn luyện viên trẻ trung năng động, có trình độ chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động học hỏi, cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm sinh lý của các cháu học sinh. Cùng với đó là hệ thống cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị học tập hiện đại sẽ là một môi trường tuyệt vời để phát triển tài năng và đam mê của các cháu học sinh có năng khiếu về thể thao. Chính vì vậy, chất lượng của các môn học năng khiếu thể thao của trung tâm ngày càng được nâng cao, qua đó giúp các em phát huy tối đa sở trường và khắc phục được tính nhút nhát của mình. Sau khi đại dịch Covid lắng xuống, thì ban giám đốc chúng tôi đã tổ chức tất cả các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt là phong trào văn hóa, văn nghệ, chúng tôi đã mở các lớp năng khiếu vẽ, múa hát cho các cháu thiếu nhi trong toàn huyện. Hiện nay thì chúng tôi đang cho các cháu ở lớp năng khiếu tập luyện để chuẩn bị thi múa hát tập thể và giọng hát họa mi thủ đô năm 2022. Trong thời gian tới thì rất mong được sự quan tâm của các cấp, các ngành, bậc phụ huynh và các tầng lớp nhân dân để Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai trở thành địa chỉ tin cậy, ươm mầm tài năng nghệ thuật cho các cháu thiếu nhi trong toàn huyện. Bóng rổ được xem là một môn thể thao toàn diện đối với trẻ em, vì bóng rổ mang đến những lợi ích tuyệt vời đến sự phát triển của trẻ. Ngay sau khi trung tâm tổ chức chiêu sinh lớp bóng rổ cho các cháu từ 9 đến 15 tuổi, đã nhiều cháu tham gia đăng ký tập luyện. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên giàu kinh nghiệm, các con đã được hòa mình vào những động tác khởi động, đập bóng, bắt bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, ném bóng và tìm hiểu quy tắc chơi bóng rổ. Không khí trên sân luôn thoải mái và hòa đồng với tất cả các em nhỏ. Điều này làm cho các em vô cùng hứng thú và tập luyện hăng say hơn. Khi mà em đến đây học bóng rổ thì thầy cô dạy em rất nhiệt tình ạ. Và em rất yêu thích môn bóng rổ này. Tại vì môn bóng rổ này giúp em nâng cao sức khỏe ạ. Lớp năng khiếu bóng đá của trung tâm vừa mới được mở. Ngay buổi đầu đã có gần 30 cháu học sinh từ 9 đến 15 tuổi tham gia tập luyện. Ở đây, các em đã được các huấn luyện viên hướng dẫn các kỹ thuật học bóng đá từ cơ bản cho tới nâng cao. Ngoài ra còn được học hỏi thêm các kinh nghiệm thực tế trong thi đấu từ các huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm. Được nâng cao kỹ năng bóng đá cá nhân cũng như được rèn luyện về thể lực, tâm lý và được tham gia các hoạt động thể thao bổ ích của trung tâm. Được thi đấu giao hữu cọ sát với các bạn đồng trang lứa để nâng cao tinh thần và phát huy khả năng của bản thân cũng như có thêm nhiều bạn bè. Ngoài ra, trung tâm còn liên tục mở các lớp học bơi và các lớp võ thuật thu hút hàng trăm cháu học sinh ở mọi lứa tuổi tham gia luyện tập, vừa nâng cao thể lực vừa phát hiện bồi dưỡng tài năng tham gia thi đấu các giải của huyện và thành phố tổ chức. Bên cạnh những lớp năng khiếu thể thao, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai hiện đang mở các lớp năng khiếu như múa cơ bản, zumba, vẽ mỹ thuật, học đàn piano, thu hút gần 200 học viên là các em thanh thiếu nhi trong và ngoài huyện tham gia. Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, phát huy năng khiếu văn hóa văn nghệ của các em, đồng thời định hướng và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật nhí. Lớp học múa được nhiều phụ huynh lựa chọn cho các bé gái tham gia nhiều nhất, với gần 100 bé từ 3 đến 9 tuổi. Lớp học này không chỉ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, dẻo dai, cơ thể gọn gàng hơn mà còn giúp trẻ rèn luyện tính kỷ luật, tính chịu khó và kiên trì. Mặc dù rất bận rộn với công việc, hơn nữa, từ nhà đến lớp học cách xa 6 km,
Nhưng chị Đào Thị Gấm vẫn đưa đón con đến Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai để học lớp múa cơ bản với mong muốn con gái được rèn luyện sức khỏe tốt hơn. Con mình thì rất thích học múa và mình cũng cho con theo học ở trung tâm mình được 3 năm rồi. Sau 2 năm dịch Covid thì các cháu không được ra ngoài nhiều. Thứ hai nữa là con ở nhà nhiều và học online thì cũng rất là căng thẳng. Đợt vừa rồi thì trung tâm có cho các con quay trở lại học múa thì cảm thấy là con rất là thích thú. Và cũng mong là trung tâm tạo điều kiện giúp đỡ để cho các con được hoạt động nhiều hơn, các con được trải nghiệm và được khám phá, cũng như là được tiếp xúc nhiều với bạn bè để con có thể nhanh nhẹn hơn. Dưới sự dẫn dắt của các giáo viên giàu kinh nghiệm, các con sẽ được hòa mình vào những điệu múa dân gian Việt Nam và những vũ điệu hiện đại sôi động. Đến với lớp múa, các em sẽ được khám phá cơ thể qua những điệu nhạc vui tươi, làm quen với các vận động của cơ thể. Bên cạnh đó, các con sẽ được học cách cảm thụ âm nhạc để nắm bắt được tiết tấu bằng cách nghe nhạc và tưởng tượng để có thể múa theo cảm hứng. Và sau đó các cô giáo sẽ chỉnh sửa để động tác được hoàn thiện. Các em được tạo dáng và rèn luyện vóc dáng qua các bài tập cơ bản và được cảm nhận niềm vui, sự hứng thú qua các tiết mục biểu diễn của chính các em trong mỗi buổi học. Con cảm thấy rất là vui và con được giao lưu kết bạn với rất nhiều bạn. Ở lớp thì cô Ngọc cô dạy rất nhiều bài múa và các động tác hay. Sau dịch bùng nổ thì bọn con phải học online tại nhà và sau khi đi học lại thì con cảm thấy rất là vui. Với cơ sở vật chất, hệ thống phòng, dụng cụ học tập được trang bị đầy đủ cùng đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, các lớp năng khiếu văn hóa nghệ thuật và thể thao múa của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và các em lựa chọn. Vừa giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ, vừa bồi dưỡng những hạt nhân năng khiếu tài năng văn hóa, văn nghệ, thể thao trong tương lai. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.